Ngọc Hương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đấu Giá 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 45 thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh DN1 của Đài Truyền hình Đồng Nai. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu phiên đấu giá ngày hôm nay, Ngọc Hương xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh của vị chủ nhân đã chiến thắng ở phiên đấu giá kỳ trước. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chiếc điện thoại từ lâu đã trở thành một người bạn của chúng ta. Và một điều thú vị trong ngày hôm nay, nếu chiến thắng trong phiên đấu giá này, thì quý vị và các bạn sẽ là chủ nhân của bộ đôi Nokia C3 với giá trên thị trường là 5.598.000 đồng. Wow, thật là hấp dẫn đúng không ạ? Ngọc Hương tin là phiên đấu giá ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất hấp dẫn bởi vì bộ đôi Nokia C3 do FPT phân phối với màu sắc thiệt là trẻ trung và hấp dẫn đúng không? Giờ đây hãy cùng bắt đầu với chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Để tham gia chương trình đấu giá 24 giờ, chúng ta sẽ cùng thực hiện soạn tin nhắn với cú pháp vô cùng quen thuộc và đơn giản. Cụ thể là để đấu giá cho bộ đôi sản phẩm Nokia C3 do FPT phân phối với giá là 5.000 đồng thì quý vị và các bạn soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: DGD khoảng trắng NO khoảng trắng 5 và gửi về tổng đài 8500. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay để chúng ta trở thành chủ nhân của bộ đôi sản phẩm Nokia C3 do FPT phân phối. Sản phẩm Nokia C3 do FPT phân phối với thiết kế thông minh và rất nhiều những tiện ích, đặc biệt với tính năng vượt trội đó là truy cập Internet với tốc độ nhanh, chèn nhiều hình ảnh và nghe nhạc thì đa âm sắc. Nếu chiến thắng trong phiên đấu giá này thì quý vị và các bạn sẽ là chủ nhân của bộ đôi Nokia C3. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay phiên đấu giá cho bộ đôi sản phẩm Nokia C3 do FPT phân phối đang nóng dần lên. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục chương trình, hãy dành ít phút để tổng đài cập nhật những số điện thoại hiện nay đang chiếm ưu thế. Luôn luôn theo dõi chương trình bởi vì diễn biến của phiên đấu giá luôn được cập nhật trên màn hình quý vị và các bạn ạ. Ngọc Hương xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình đấu giá 24 giờ. Và hiện nay phiên đấu giá cho bộ đôi sản phẩm Nokia C3 do FPT phân phối đang rất hồi hộp và gay cấn. Và thưa quý vị, những số điện thoại cứ thay phiên nhau ở vị trí số 1. Và đừng quên cú pháp để cùng tham gia chương trình để làm cho chương trình ngày hôm nay càng hấp dẫn và thú vị hơn nữa. Soạn tin nhắn theo cú pháp DGD khoảng trắng NO khoảng trắng X. Trong đó, X là giá đấu mà quý vị và các bạn đưa ra, sau đó gửi đến tổng đài 8500. Ngọc Hương xin được mách nhỏ cho quý vị và các bạn biết làm như thế nào để chúng ta dễ dàng trở thành chủ nhân của bộ đôi Nokia C3 do FPT phân phối. Rất là đơn giản, quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lựa chọn một khoản giá mà theo quý vị và các bạn là thấp nhất và duy nhất. Và sau đó chúng ta sẽ nhắn tin nhiều mức giá liên tiếp và trong khoảng đó. Và nếu như mình không có nhiều thời gian để nhắn tin thì có thể nhờ người thân, bạn bè để cùng nhắn tin và cùng tham gia chương trình. Và Ngọc Hương rất hy vọng là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đấu giá 24 giờ sẽ cùng cầm điện thoại và nhắn tin để trở thành chủ nhân của hai chiếc điện thoại Nokia C3 này. Khi kết thúc phiên đấu giá, nếu như giá mà quý vị và các bạn đưa ra là thấp nhất và duy nhất thì nghiễm nhiên bộ đôi Nokia C3 sẽ thuộc về quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi số điện thoại nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ còn một phút nữa thôi thì phiên đấu giá ngày hôm nay sẽ khép lại. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng tranh thủ những giây phút cuối cùng nhắn tin về cho chương trình để có cơ hội trở thành chủ nhân của bộ đôi Nokia C3 do FPT phân phối các bạn nhé. Đấu giá 24 giờ, nhắn tin liền tay, nhận ngay hàng hiệu. Một chương trình tương tác mới lạ, hấp dẫn, bất ngờ đến phút cuối.
Hãy thử tài đấu giá của bạn để có cơ hội được sở hữu những món hàng hiệu xanh điệu với giá rẻ bất ngờ mà ai cũng có thể tham gia. Đón xem chương trình đấu giá 24 giờ được truyền hình trực tiếp lúc 17 giờ 45 đến 18 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh DN1. Chỉ còn 10 giây nữa thì phiên đấu giá sẽ kết thúc. Nào hãy cùng với Ngọc Hương đếm ngược các bạn nhé. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và như vậy phiên đấu giá cho bộ đôi Nokia C3 khép lại rồi. Vậy thì ai là chủ nhân của bộ đôi này đây? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phiên đấu giá tiếp theo sẽ là sản phẩm gì nhé. Đinh đong! Quý vị và các bạn ơi, giờ đây là giây phút quan trọng nhất của chương trình đấu giá 24 giờ. Chúng ta sẽ cùng biết được ai là chủ nhân của bộ đôi Nokia C3 với giá trên thị trường là 5 triệu 598 ngàn đồng. Hãy cùng theo dõi trên màn hình nhé! Một lần nữa, Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả xin dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho chủ nhân của số điện thoại đã sở hữu bộ đôi Nokia C3 với một mức giá không thể tốt hơn. Xin được chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình đấu giá 24 giờ xin được khép lại. Cảm ơn FPT đã tài trợ chương trình này và đừng quên đón xem chương trình đấu giá 24 giờ được phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 45 vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh DN1 của Đài Truyền hình Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình được tài trợ bởi FPT Online, tiếp nguồn sinh khí.